trống rộng kia này, khoảng tầm 600 cây. Chung là về cái lò xo thì nó khá là dẻo, nhưng mà có một cái vấn đề là răng nó bị dơ. Dơ nhiều nữa đây này. Cái tâm của mình nó không vững. Xê dịch được nó đi này. Lệch cả tâm bên kia. Cái lò xo thì nó vẫn dẻo, nhưng ba cái nồi xo cứng cho nó kêu. Giờ mình đã tháo cái chuồng heo thế là ra rồi. Mọi thứ nó sơ rất là nhanh. Để làm một cái nồi xo nhẹ. Trước thì mình chỉ nhìn thấy những cái hòn xo nặng này nó dơ, bây giờ những cái hòn xo nhẹ nó cũng dơ luôn này. Cái này nó bị kẹt ở đây này, kẹt ở đây cũng như dơ hết rồi. Số nặng này nó sơ này nó kêu rất nhiều một này. Nữa là cái răng hú này, cái răng này nó sơ rất là nhiều ấy, so với cái răng, so với cái đế gì mình nhìn thấy cái răng nó không có cái độ bầu, nó thẳng đuột đi. Cảm giác này nó dơ, nó không được chắc chắn này. Nhìn này. Xê dịch được cả cái, xê dịch được cả cái đế này, đế răng này. Chung là không được ngon. Chạy có 600 cây rồi anh em. Chưa mòn mà cái gì nhỉ.